Ok rồi, mình đói bụng để cho một người cuối cùng, đó là Cao Đồ. Wrap up luôn bữa nay, đứng lên Cao Đồ. Đứng lên Cao, trình cũng không nhẹ. Cao Đồ, cái nữa là mình đi ăn nha, mình đói bụng quá rồi. Trời ơi, tối giờ tới gần 2 giờ mấy. Đây, Cao Đồ. Rồi quay Cao Đồ cái. Trình đoán được cũng gặp quý vị mà. Đệ tử của Đức Thầy. Tôi Đạo Hòa Hảo, Đạo Hòa Hảo. Ông nội đi quy với Đức Thầy thì bây giờ mới sau đó mới là tất cả tài sản gì bỏ lại ở quê á. Như đi mình không xuống quy với Thầy thì mang con cái rồi trong đó có ba tôi, đời thứ hai tôi là đời. Để gần vô, để gần vô. Cho nên cái vấn đề đạo giáo đó nó thấm nhuần với tôi rất nhiều. Giờ bây giờ tôi xin phép nói cái lý do nào mà tôi đến đây. Là đầu tiên đó, trong cái ngẫu nhiên, trong lúc buồn, cái này chắc tôi nghĩ là các bề trên cũng hướng dẫn cho nên dặn cái YouTube á, nghe cái clip hôm này thứ nhất tôi nói ủa cái người này lạ lạ ta, cái tôi mới nghe clip thứ hai nữa có những điều giống của thầy tôi nói ủa như vậy thì người này là ai ta, làm sao mình muốn gặp mặt đây, bởi vì mình đã kính trọng thầy từ hồi lúc còn 4 tuổi biết tới bây giờ. Thì tiếp theo đó tôi mới là nghe cái clip thứ ba thứ tư, tôi nhớ đầu tiên cái clip thứ nhất ổng nói về cuộc đời ổng trăm năm ba mấy câu năm mấy câu hiểu cái gì đó, cho nên từ đó nó nhập tâm tôi mới bằng mọi cách thì gặp ông này mới được. Thì đó tôi mới nguyện trình của quyền xin thầy, nếu có cái duyên như này thì cho con đến gặp một người này. Tôi khóc với thầy, tôi nói gì nên rồi tiếp theo tôi nghe những clip nữa, tôi nói thôi người này không thể nào tôi quên được. Thì tôi mới đánh nhiều lần để mà trình với ổng là để tôi xin gặp ổng, thì ổng cho phép tôi qua. Rồi thì ổng trả lời một câu là I'm very busy, sorry. Ổng cứ nói với tôi. Tôi mới hết bút vé tôi mới về. Về rồi tự nhiên mất cái gì mà ngày đêm tôi không nhớ không à, tôi không ngủ được. Cho nên rồi tôi nói bằng mọi giá kỳ này tôi có xin tháng rưỡi. Tôi mới mua bút cái vé qua qua thì tuần thứ ba, thứ hai ông mới sai đệ tử nữ đến gặp tôi. Rồi nói sư phụ muốn gặp ông. Tôi nói rồi, sáng cơ hội rồi. Tôi mừng. Tôi đi mà tôi giấc lé đó. Thì gặp ông thôi. Ngày đầu tiên gặp ngoài sân đó là tức là từ Canada, ông ở Canada nha quý vị. Thiên thương Canada, bay qua núi 3 năm. Thì cái ngày gặp ông đầu tiên á, ông lại mình với đất, mình quảng hồn luôn á. Ông cho lại, bởi vì ông cho lại nhưng mà tôi nhớ lại lúc trước thầy á, cũng không cho phép ai lại hết. Ví dụ như những người mà lớn tuổi thì ông Đức Quỳnh Chủ Vũ tôi ngài nói đó, tuổi tôi đó, thân cái phần xác tôi đáng con đáng cháu có vô lại thì lại cửa quyền với lại Phật đi. Đức Thầy luôn luôn nói câu đó. Thì hôm nay sư phụ Kiệt ổng cũng nói một câu giống như thầy tôi, nghĩa là tất cả những gì ổng nói đó trong cái giáo lý và có nhắc lại vô Kiệt hồi quy chữ Kiệt đó là viết qua không có gì in qua trong cái giảng. Thì tôi nói vậy là danh từ riêng tức là tên một người. Tôi đọc cái đó trong cái thiên hà sát cuộc đời rồi tôi mới bắt đầu, tôi mới thấm thêm nữa. Đó. Rồi bằng mọi cách tôi phải có ổng đi gặp ổng rồi, cái ông đọc được cái tâm tôi. Ông nói tôi biết bắt đến đây có hai việc. Trời ơi, ông này vậy ổng có thần thông rồi. Thêm niềm tin nữa. Thì tôi qua gặp ổng rồi thì tôi về, tôi mừng mà đến đó tôi khóc. Thì ông đứng không khóc, tôi đổi muốn lã nè. Đổi lát ấp trời sao thôi. Chưa gì thì... Không thôi. Chưa gì thì... Nay giờ chương cơm nữa chưa. Đấy là hôm nay đó. Là cái cơ hội tốt để tôi tìm kiếm những cái gì đó. Là tôi suy nghĩ thêm một cái điều. Cái gì này đó, Việt Nam đang cần. Không những Việt Nam không, mà thế giới sẽ cần ổng. Vậy là ổng có hai cái, một cái trách nhiệm và cái gọi là sứ mệnh. Đấy, rồi xin
Okay, rồi con có mấy phút. À, vậy thêm cái nữa. Vậy chứ cao đồ ở Mỹ, cao đồ Châu Lan Việt Nam có gì nhắn gửi cho cao đồ Châu Lan Việt Nam vài chữ không? Cũng là đệ tử Đức Thầy không? Bên thì chửi, bên thì lại sáng đắp. Có cái tinh thần nghĩa là trực tiếp và đồng thời cái mẫu người ổng là ai mà nói gì mà sai với cái sai ý ổng đây nha, chứ không phải theo lên giáo lý. Vì thầy tôi là vị Phật mà ổng là Kim Sơn Phật đó, mà tiền thân của ổng cũng là Đức Trạng Trình đó quý vị. Thành ra cái niềm tin đối với tôi tuyệt đối. Tôi gọi ông này là ngài là sao? Vì trong giảng thầy tôi có nói đó là một đời một đạo đến ngày trung thân. Tôi đã quy với thầy tôi, ông nội tôi quy với thầy tôi, cha tôi quy với thầy rồi thì tôi cũng nói theo. Nhưng mà hôm nay tôi gọi một ngày là gì? Hiện tại tôi là một cái người của thiên tâm, nhưng tránh cái tôi sợ mắc lỗi với thầy tôi. Hai bên dây giác mình bây giờ có hai vị đó, một vị thần là duy ác, vị thần duy thiện. Cái một đời một đạo là Đức Thầy dạy hả? Đời này dạy. Vì sao Đức Thầy lại dạy Thiên Tấn Kiệt này, dạ, thiên tâm và nói? Phải giải thích cái này cho rõ trên mạng luôn để cho người ta thông. Vâng. Thầy dạy cái này là của đầu tiên ra dấu hiệu này là cha mẹ ai cũng biết, nhưng mà xuống thế gian hai vị sư phụ đầu tiên mà ra dấu hiệu này đó là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nha quý vị. Và đồng thời cái ngày mà đọc thánh chỉ của cha đó, chị và các hùng thiên trong núi có ngày trận đạo và ngày lên diệt, rồi Đức Phật Hoàng và Đức Thầy là người thường xuyên về trực tiếp dạy. Hồi xưa Kiệt chưa có biết sấm cơ là gì luôn. Cho nên cái này từ Đức Thầy. Nhưng mà nếu mà nói Đức Thầy nói là một đời một đạo thì nó hơi... Dạ chưa, cái này nói về riêng cái tín đồ bảo thôi. Nhưng mà giải thích, Đức Thầy có nói... Xin phép tôi nói thêm nha quý vị. Thì tức là Ngài dạy cái tín đồ của Ngài đó là một đạo, bởi vì đạo Phật. Rồi đối với các tín đồ thường thường một ngày ông đến tổ đình đó, tín đồ á, trong vòng 6 tháng quý vị có được 1.700.000 tín đồ. Pháp có thấy gì nó lưu cư không? Nhưng mà ông nói câu là càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý trượt dời phổ thông. Phổ thông là đi dạy đó. Như vậy thì ông niệm Phật, cho nên tôi đọc giảng ông rồi đó, mấy quyển giảng đó là 6 tháng sau là tôi hiểu thêm chút, 1 năm sau tôi hiểu thêm chút. Tại ra đó là niềm tin tuyệt đối, tôi mới nói điều đó để cho quý vị thấy đó, là ông nói trong tôn giáo hòa hảo. Còn cái này là thầy tôi cũng dân lĩnh từ năm chắc lĩnh là thứ nhất chứng quan ta thừa dân chắc định của trời cùng ông Phật tổ xuống đời giáo dân, đó là lĩnh Ngọc Hoàng. Mà chùa của thầy tôi đấy có thờ Ngọc Hoàng, cho nên mỗi lần tôi đến tôi khóc với Ngọc Hoàng bài. À cha này đến đây này nè, cha em đây hồi nãy nè. Dạ. Cha tính mình hết ngày hôm nay á. Như vậy thì cái điều quý vị nghe sư phụ nói thì quý vị phải niềm tin điều đó, là vì những cái ông thấy đó trước chúng ta mà không biết cuộc đời chúng ta lìa xác, lìa cái xác này, cái linh hồn đó, chúng ta có được thấy ổng không? Chắc chắn không được, bởi vì ổng nhiều kiếp quá rồi, tu rồi, mà hơn nữa là có cái sứ mệnh nữa, cho nên không ai hại ổng được, nhưng mà luôn luôn phải cố gắng, bị bây giờ quỷ ma không à. Trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Rồi Đức Địa Tạng Ngài nói là khi nào mà địa ngục không còn người nữa thì Ngài mới là thành Phật. Thì thưa quý vị, Đức Địa Tạng cũng đã thành Phật rồi đó. Rồi Đức Thế Tôn. Giờ mình nói cho dễ hiểu nè. Tức là bên đạo hòa hảo hiện giờ có thể gì? Có thể lén hay là ở ngoài mang dấu hiệu này quy cha, quy thiên tâm được hay không? Trong cái giới luật của bên hòa hảo có tuyệt đối cấm hay là chẳng qua là do những người lời méo chữ sửa? Dạ, kính đưa thế này, tôi xin nói giải thích cho rõ y, luôn. Y như Ngài nói thì không có, nhưng Thầy có nói là khuyên tín đồ bớt niệm Phật lại. Có vậy đó, niệm Phật suốt ngày đêm thì Thầy xuống đầy đầy liền. Thầy nói ông Quảng Thầy Pháp bớt niệm Phật đi để nghiên cứu những giáo lý khác để mà học hỏi thêm cho mở trí óc. Như vậy tức là Thầy chỉ nói sơ khởi cho những người trong tín đồ,
một đời ủng đạo tức là liên phải trung thành với đạo, vì đây là đạo chánh. Ông thường nói với tín đồ vậy. Hôm nay ông nói tên luôn, bị ông nào đến là ông biết danh hiệu, biết tất cả, rồi nhắn nhau mà về quên nói ông cũng nói, có người ta quên nhắn, có khi thì ông viết sẵn thư, ông trả lời, ông đưa rồi thôi, ông biết người ta sẽ quên nữa, cho nên ông đưa, ông trả lời bằng thư, có khi thì nhắn miệng. Như vậy thì càng tin thêm lòng vị Phật, chúng ta đã trong ý nghĩ chúng ta, cái lòng chúng ta sao thì là ông Phật biết. Còn riêng ngài lại câu hỏi để cho hoàn hảo mà ta hiểu phải. Dẫn được Đức Thầy dạy gì các đại hậu thiên tâm là cái gốc cây, tất cả các chi nhánh đều là cha với Phật hết, mà trong đó đó là hôm nay để mà phát triển cái đạo thiên tâm để thống nhất thế giới đó thì cần những gì. Ngày xưa Đức Thầy đã dạy bên Hòa Hảo cũng giống như thuyền nhỏ đưa ra thuyền lớn rồi mình mới vượt biên, đúng không? Thì chúng ta cùng một cái gốc, chúng ta không có nên dị biệt, chúng ta không có nên có cái lòng mà ngăn cản. Cái nào cũng là tốt hết, ai quen cái lối tu tập nào dẫn tu tập đó. Cho nên đạo thiên tâm lúc mà ra đời á, các cái vị còn kêu đi học đạo hồi nữa mà, Phúc Chi đang biết Hòa Hảo mà hôm nay á, là đeo thiên tâm vẫn tiếp tục học Hòa Hảo cũng đâu có sao. Cái vấn đề đó thưa ngài, vẫn cái là bên Công giáo họ vẫn còn nhà thờ lưu truyền ít nhất cũng 50-70 năm sao, thì từ từ họ hiểu, thì từ từ. Nhưng mà cuối cùng ai đã quen cái lối tu tập nào thì vẫn là đó. Nhưng cái quan trọng là phải biết cha biết mẹ và phải thờ cha thờ mẹ, biết ngồi thiền vậy thôi, chứ không phải là mình nói mình tôi đang Hòa Hảo, tôi giờ tôi qua thiên tâm cái tôi bỏ Hòa Hảo. Nó không phải như vậy, Đức Thầy không có dạy như vậy, không có dạy. Đức Thầy kêu mình biết cha biết mẹ, biết thiên tâm, nhưng vẫn giữ theo cái lối mình tu, tại vì mình đã quen cái kinh kệ, cái lối tu tập. Mấy cái đó chỉ là một cái công thức để cho chúng ta ăn hiền nó lành thôi à, công thức nào cũng như thế. Nhưng mà quan trọng là cái chữ thiên đó, đó. Họ thiên là cái passport, cha mẹ là hai vị ở trên đang chờ đón mình. Còn nếu mà mình không có cái đó là hai cái câu chuyện khác nhau nha. Thì bếp tôi nói thêm một vài câu nữa thôi. Tức là thầy tôi đã dâng lệnh nước Ngọc Đế, ta thừa dâng chức định của trời cùng ông Phật Tổ, là trong đó có Phật Thích Ca và Phật Di Đà. Chức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra xác định bảo ta là Đức Thầy đó. Truyền dạy như vậy thì ông dân năm mới sứ lệnh xuống đây để mà nhìn đạo Thích Ca. Đạo Thích Ca là đạo Phật, thì cũng là con của ông trời. Con của ông trời. Từ đó đó tôi mới tin tưởng tuyệt đối hơn. Mà khi tôi gặp ngài như vậy thì tôi xin kết luận với quý vị đó, chúng ta hôm nay đã gặp đạo chánh, thiên tâm là chánh, bởi vì để gì Ngọc Đế ngài là cha của tam thiên thế giới, cho nên đó, ngài đã ra lệnh rồi thì Phật phải nghe theo đó là ngài. Cho nên tôi biết cái điều đó, do đó mà tôi xin tin tuyệt đối ở ngài đây. Cái thứ hai nữa đó, xin phép một câu nữa thôi. Cái thứ hai nữa là thưa quý vị, là chúng ta phải cố gắng, vì hôm nay chúng ta gặp đạo chánh rồi, đạo thiên tâm này cũng Ngọc Đế cũng thương con, ngài mới ra lệnh. Mà trong đó thầy tôi á thì cũng nhìn đạo Thích Ca, tức là sau đời thượng quân chỉ có một đạo Phật thôi, quý vị gom lại thôi đấy. Giờ tôi xin phép là... Nhưng mà người nào bây giờ mấy con cứ lấy cái thua rồi giống như kiểu ông đại tử bên nãy nói, người nào thành lập đạo Công giáo 2022 năm trước, người đó có cái khiếu để thành lập một cái đạo mới. Ở trên trời đâu có các con phải hiểu. Ngày xưa hôm nay thầy phụ nói thiệt, đó là người thầy phụ đã một cái 3 năm thời đó cha cho xuống chịu khổ 3 năm rồi đi về. Hôm nay trở lại tiếp tục với thiên tâm. Thì sau này ai có tin thầy phụ hồi 2500 năm trước sanh ra ở máng cỏ, tới 2022 năm sau thầy phụ sanh ở máy hiên trường học. Như vậy thì đó là sự thật. Ngài muốn nói ngài là cái
chút. Cái quan trọng ở đây á là mình đang đang đánh bài tẩy, còn ông không biết chuyện luôn, cắt mấy khúc đó con này mở nhiều qua nóng rồi cũng đánh bài. Ok, đại tử này có 2 phút, con có gì để nói? Miếng của con trời, Chúa Giêsu của con trời, được rồi. Đó là sự thật, không có chối được. Đó là cây bài ngựa. Quay về hướng này hả? Để kết thúc lại cái ngày họp mặt toàn tụ đầu năm hôm nay, cái ngày vía của cha chúng con, nên chúng con tỏ cho chúng con biết ơn, tỏ lòng biết ơn đến cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và mẹ Diêu Trì Phật Mẫu, biết ơn sư phụ Thái tử Thiên Tuấn Kiệt, biết ơn sư phụ đã không quản ngại gian khó dìu dắt chúng con tu tập để được tiến hóa bản thân và để trở về với cha mẹ. Chúng con rất là may mắn có được sư phụ trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cầu nguyện cho thế giới được bình an, chúng sanh tai qua nạn khỏi. Cầu nguyện cho sư phụ tâm khỏe thân an, mau sớm được về cứu nước cứu dân. Cầu nguyện cho chim hiền được sớm về tổ. Nhân ngày lễ của cha, chúng con xin cha mẹ, xin sư phụ xá tội cho chúng con với những lầm lỗi nhiều đời nhiều kiếp quá khứ và hiện tại. A Di Đà Phật. Chúng con hôm nay mình có đạo Công Giáo, cũng là Thiên Tâm, mình có Cao Đài hôm nay cũng Thiên Tâm, mình có Hòa Hảo cũng Thiên Tâm, mình có đạo Phật cũng Thiên Tâm, thì hôm nay một đại gia đình Thiên Tâm, thì những người nào mà cũng có người Huế Thiên Tâm, người Bắc Thiên Tâm, người Nam cũng Thiên Tâm, người Mỹ cũng Thiên Tâm. Đó là lý do tại sao những cái duyên lớn đó, đó sẽ độ cho tất cả những vùng miền. Tại nhiều lúc sư phụ nói tiếng Nam người Bắc chưa nghe, nhưng mà hồi nãy đây điển thiên đây, điển thiên ngồi đây, độ được nãy giờ độ cũng được mấy chục triệu ngoài Bắc á, sẽ theo đạo cũng là Công Giáo. Thì hôm nay đó là lý do cơ trời nhiệm màu là như vậy. Thôi hôm nay mình kết thúc đi ăn cơm. Con tắt máy hết đi, con tắt luôn đi. Ở đây tắt.